cho nên em tư vấn cho là cái mẫu đó em gai từ nãy đến giờ em cũng không nhớ nữa, mà hình như là còn đó chị Lan ha. Chị để đây em xin cái số điện thoại để cho em tư vấn nha chị Lan Anh nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp một cái mẫu đơn nữa cho các chị săn sale. Vậy nên là chị nào còn trên live trên ngày hôm nay, các chị cùng ở lại mình săn sale chúng với lại để mỗi ngày cho chị nha. Đây, em xem một vòng từ trước là sao thì mọi người xem không, là em đang vẫn xin người. Mẫu đầm này bên em làm phần tay lỡ kèm phần cổ thì mình cực kỳ sang chảnh với các chị. Mẫu này hiện tại bên em làm một cái tông màu đỏ thôi. Và có cho các chị nhà mình là cái đường cúc đen một bên như vậy cho em nha. Rồi, con này là ba cúc đen một bên. Trên cái nền vải này các chị mà mình mang cực kỳ sang cho em luôn. Rồi bên em làm cái màu đỏ các chị nha. Và kết hợp với một cái tông màu đen nha, cái đường cúc cực kỳ xinh cho em luôn. Mẫu này em cũng có size là SML. Và con váy bên em là con váy tầng xòe các chị nha. Cái tầng bên em làm tầng cao. Vậy nên khi mọi người mang thì cảm giác là chân của mình rất là dài cho em. Rồi. Hiện tại em đang ở trên người sẽ có mạng sản phẩm là C288 triệu nha. C288 này em sẽ cho ngay ngày hôm nay là 129.000. Em có đầy đủ size SML. Vậy nên chị đã thích mẫu này comment liền cho em là C288 cộng kèm với tiếp là cái số điện thoại của chị trên cùng một dòng để bên em chốt đơn. Và mẫu này gần như là mẫu kế cuối rồi, vậy nên là hả chị nào mình thích mẫu nào đó mình chốt ngay vào liền cho em. Tại vì nếu mà các chị mình mua trên live stream á thì giá lúc nào nó cũng sẽ hồi hơn rất là nhiều luôn, chứ không phải là nhiều nữa các chị nha. Mã này nhớ cho là C288 nha. Chất liệu vải bên em làm mọi người kiểu là chất cô tông thái thì em cái mẫu này phần tay lỡ kèm cho mọi người giống như cái phần tay lột á chị. Nhưng bên em làm cái phần tay lột nha các chị nha, kiểu là cái phần tay lỡ chứ không phải là cái phần nhãn thật hợp lên. Rồi tông vải bên em chọn duy nhất cho mọi người tông màu đỏ này kèm cho mọi người ba phút đen, nên là khi mình mang cái mẫu này rất là sang cho em và đi làm đi chơi đi đâu cũng đẹp các chị. Thì cơ bản là phong nhãn tầm xè rất là dễ dàng, kiểu là khi mà mình di chuyển rồi. Vậy nên chị đã thích mẫu này, các chị nhìn trên là đẹp các chị. Đằng sau là khóa chiếu lộng cho em các chị ha. Phong cổ bên em làm là phong cổ V, giống như phong cổ bé các chị, nhẹ nhàng đơn giản thực sinh luôn. Rồi C288 với mức giá là 129.000. Thì chị là thích mẫu này comment liền cho hiền mã là C288 cộng kèm với cái số điện thoại của các chị trên cùng một dòng để bên em có thể là chốt cùng với tư vấn đơn hàng tất cả các chị luôn nha. Và giá thì chỉ 129.000, nhưng mà vẫn ưu tiên các chị nhà mình đã làm được kiểm tra hàng nè, rồi mang đẹp thì bên em kiểu là các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái đi, kiểu là đẹp giống mẫu mã các chị nhận liền cho em. Trời ơi thật sự luôn, ngày hôm nay sale quá là rẻ luôn các chị, nên là ai mà mình thích thì mình chốt ngay vào liền cho em nha các chị, đừng chờ đợi. Với lại là các chị đừng hỏi em có được miễn phí ship hay không, vì cơ bản là đầm này nếu mà bình thường giá bán chị nhà mình đã là 199 hoặc là 220 rồi. Nhưng mà bên em sale up cho mọi người gần như là hả ở rất là nhiều, vậy nên là chị đồng hỏi em là em vẫn có free ship hay không, thì nếu các chị muốn free ship cũng được, mình mua giá gốc thì em được hay không. Em sale có 129.000 thôi được free ship nữa thì làm sao mà được các chị ha. Rồi em đang mở trên người là C288 nè, chị đâu lấy nó chủ động comment liền trên mã cũng như là số điện thoại để bên em tư vấn một chút đơn. Rồi bây giờ thì tiếp tục em sẽ thay một cái mẫu nữa cho các chị nhà mình trên live ngày hôm nay cùng với đệ mẫu này. Vậy nên chị nào còn trên live mình cùng ở lại mình sang xe tiếp tục cùng em, và nhớ là mẫu này là mẫu kế cuối rồi, nên chị nào mình muốn sang mẫu nào nữa nhớ là chốt đơn liền cho các chị nha. Rồi để em xíu thay mẫu nha các chị. Rồi em xin chào các chị, bây giờ em qua cái mẫu nữa các chị nha, và cái mẫu này cũng là cái mẫu cuối cùng để mọi người sang xem trên live stream cùng với lại đẹp của ngàn rồi. Vậy nên là chị nào có mặt trong live thì nãy giờ mình thích mẫu nào mà mình đã nhớ mã thì mình cứ comment mã hoặc số điện thoại liền để bên em chốt và tư vấn đơn hàng cho chị nha. Rồi bây giờ thay cho mọi người cái phong nhầm ha, mẫu này thì cực kỳ là dễ mang cho các chị luôn, nên là bây giờ ai có mặt trong live mình cùng ở lại mình sang xem cùng với đẹp của ngàn các chị nha. Tiến lại gần với chị nhà mình cùng xem. Chào em đang mẫu trên người là cái phong nhãn đầu xuôi